Xin chào thầy các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên cho các bác những dòng phẩm mà vừa mới cập bến tại cửa hàng, cũng là những dòng phẩm mà các bác quan tâm. Hôm nay thì em mang đến cho các bác chủ yếu là dòng Lationa các bác nhé. Dòng Lationa thì hôm nay chỉ có duy nhất một dòng phẩm, đó là một chiếc Sadio Vua, hàng vẫn còn nguyên thùng xốp. Thế còn còn đâu là chủ yếu là Lationa. Hôm nay có một cặp đôi quạt na cóc nha các bác nhé, một cặp đôi quạt na cóc với một chiếc cánh đỏ này các bác này, cánh đỏ này, đỏ huyết này các bác nhé. Cánh đỏ huyết là trong một trong những dòng quạt thường là thông thường là đắt nhất và gần như là mới cứng, cùng với một chiếc la dòng la có cả chức năng số gió theo ý muốn, và nó gần như là dòng quạt VIP cánh 30, dòng cánh sâu rút, động cơ máy là của nó là dòng máy của La Vương, và một chiếc la xoáy găng sắt toàn bộ các bác nhé, phím cô đơn găng sắt toàn bộ luôn. Đấy. Cái dòng này nó là cũng là dòng vật cổ nên là cái độ mới và độ sáng đẹp của nó vẫn còn nguyên. Để giới thiệu chi tiết thì em sẽ lên từng chiếc một. Chiếc đầu tiên là một chiếc quạt na mang thương hiệu Lationa, đó là dòng quạt la cóc. Với cái dòng quạt đẹp này thì các bác có thể để trên đôn, trên kệ, trên loa để trang trí. Và chiếc này thì là mới gần như là bốc thùng luôn, gần như mới cứng cựa luôn. Các bác nhìn cái kể cả là những cái ốc của nó vẫn tán của nó vẫn màu vàng đồng, vẫn còn nguyên. Và lồng của nó thì là mới không có một tì vết nhé, không có một vết rôm gì gì. Nó bóng như soi gương luôn các bác nhá, bóng như soi gương luôn. Cánh huyết này là hệ cánh đẹp nhất rồi. Nếu mà nói để một chiếc này là gần như là đẹp xuất sắc luôn, không có một tì vết, kể cả là cái phần lốc liếc bên trong là sáng choang hết. Dây dọ rồi là đến lồng mà đẹp như thế này thì gần như là quá hiếm luôn. Các bác nhìn cái lan lồng của nó này, các bác nhìn đây mới là biết là nó mới này. Đấy. Hôm nay thì một cặp đôi này rất là mới, một chiếc thì có thùng xốp và một chiếc thì chiếc đỏ này thì không có thùng xốp, nhưng mà nó mới không kém gì những chiếc trong thùng xốp nha các bác nhá, không kém luôn. Và chiếc này là các bác nhìn nó mới cứng luôn nha, mới cứng luôn. Đấy, lồng trước lồng sau của nó đẹp xuất sắc luôn, gần như là mới đét đe luôn đấy. Con này nó mới tổng thể luôn, mới tổng thể luôn. Nói chung là tất cả gần như là mới đét đe hết. Các bác nhìn dây điện của nó là đây dây xịn sò của nó này, dây còn mới cứng này. Các bác nhìn nhé, dây điện còn mới cứng này. Thì con này là nó gần như là nó mới cứng luôn đấy. Đấy. Các bác nhìn cái khóa lồng mới, yeah. Những cái chiếc mà đẹp này, cái dòng cóc cánh đỏ này là cánh 20 nhưng mà nó mới như thế này. Có nhiều chiếc ở trong bóc dùng thùng xốp ra thì nói luôn là cũng còn không mới bằng nó luôn. Sao lại có những chiếc mà nó mới như thế này, lồng mạ đấy, mới cứng cựa đấy. Các bác nhìn cái logo của nó mới như này thì các bác biết này. Đấy. Những cái chiếc là cóc có thương hiệu. Chiếc này thì em cũng báo giá luôn, bác nào mà thực sự muốn sưu tầm, muốn chơi thì alo cho em nhé. Em chỉ thích bán những chiếc nó mới thôi. Đấy. Mới thì các bác chơi, các bác để ngắm, để trưng bày thì đúng là đẳng cấp thực sự. Và nó đây là dòng cánh này thì nó là rất là hiếm. Đấy. Chiếc này mã của nó là 82, mã số 82 và có giá 4 triệu đồng nhé. Bác nào quan tâm alo cho em. Để tiếp theo thì em sẽ lên chiếc có thùng xốp này. Đây cũng là một chiếc la cóc cánh 20. Những chiếc mà còn nguyên thùng xốp như chiếc này thì là rất là ít này, rất là hiếm này. Nhá. Thùng của nó là xịn sò của nó luôn, các bác nhìn. Đấy, thùng xịn sò luôn, thùng mới còn rất đẹp luôn. Giữ được những chiếc mà còn nguyên xốp chiếc này là cũng là quá là đẳng cấp rồi đấy các bác, vì là
thương hiệu cũng như là các bác có thể làm quà biếu tặng nhá, để chơi làm quà biếu tặng rất là ok luôn. Đấy. Có xốp thì chắc chắn là giá của nó cũng sẽ khác. Các bác nhìn thấy giấy bóng mà vẫn còn nguyên này. Cái giấy bóng của nó ấy, giấy bóng của Latina vẫn còn nguyên, xốp đẹp nhá. Đấy. Chắc là rất là mới luôn. Mới cả dây gạo mới luôn. Cái này thì em sẽ lắp lại. Các bác nhìn đây là chiếc La Cốc rồi. Đấy. Thương hiệu Lationa nhé. Chiếc này thì các bác nhìn thấy logo của nó này vẫn còn sáng quắc quắc. Đấy, sáng quắc. Lồng của nó, con này lồng cũng mạ, lồng mạ đẹp. Có nghĩa là lồng mạ của nó sáng từng cái lan một này. Đấy, sáng từng cái lan một, lồng một này. Đấy. Đấy là những cái điểm mà nhấn mà cực kỳ là đẹp, với con này còn nguyên thùng xốp nữa. Thì các bác có thể là về để chơi trên đôn, trên kệ, trên loa rất là đẳng cấp nhá. Chiếc này của nó là cũng là cánh 20 các bác, đấy vừa em nói rồi đấy. Hình thức đẹp. Sắc nét, nói chung là sắc nét từng mọi chi tiết luôn. Nhá. Nếu mà nói đúng là để một đôi thì cũng một con cánh cánh xanh dương mà một con cánh đỏ thì cũng giống y chang nhau, cũng khác nhau. Để cũng là một cặp đôi đẹp hoàn hảo. Dây dây các bác nhìn cái dây nguồn của nó này, dây xịn của nó ấy. Vẫn trong pop này. Đấy, trong pop luôn. Đời này nó cũng là đời cổ chứ không phải đời mới đâu các bác nhá. Nó là đời cổ đấy. Cũng 6 75 rồi đấy. Thế nên là những chiếc này là nó là hàng sưu tầm rồi, nó là hàng kia. Hàng để chơi để sưu tầm chứ không phải là hàng, không phải là mang tính chất là để mà quạt mát đâu. Còn các bác còn thích mát thì nó thiếu gì những chiếc quạt nó mát, nhưng mà vấn đề là cái độ đẹp độ mới để cho các bác chơi là nhất là cái bản này, cái lan đồng này sáng quắc quặc này. Đấy. Logo mới cứng này mà còn nguyên xốp là rất là ok. Chiếc này thì em cũng sẽ báo giá và cụ thể cho các bác, cũng như là các bác yêu thích, các bác muốn lựa chọn thì các bác alo cho em nhé. Chiếc này là nguyên xốp đấy. Chiếc này mã số nó là 83 và có giá là 3 triệu đồng đấy. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Những cái dòng này nó rất là ít và rất là hiếm ở trên thị trường, thì nó cũng không có nhiều. Tức là những chiếc mà còn nguyên xốp chứ còn tất nhiên không còn xốp thì cũng có rất nhiều, nhưng mà riêng còn xốp là quá ít luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên tiếp để cho các bác lựa chọn nhé. Đây là một trong những dòng phẩm như là La Vân Gỗ thì vẫn được mệnh danh là siêu gió, siêu êm và siêu bền. Đời nó cũng là thuộc hệ của dòng dòng máy động cơ của nó cũng là thuộc hệ của dòng La Vương. Tức là đời của nó là em của La Vương. Các bác nhìn màu của nó còn trắng pop nha các bác nhé. Kể cả từ trên xuống dưới đẹp luôn. Đấy, bầu sáng trắng. Bầu đẹp chưa? Đấy, lồng xi, sau là lồng xi cũng sáng quắc. Lồng trước là lồng mạ. Lồng mạ cũng từng cái lan một. Nói chung là để mà đẹp đến bây giờ như thế này là cũng là đẳng cấp rồi. Thực sự là không phải là ấy đâu, nhưng mà nếu mà để mà giữ được những cái bộ lồng mà còn đẹp như này thì là cũng là rất là ok rồi. Mấy hai nữa là các bác cứ nhìn cái bản logo này, các bác biết là nó có mới hay không này. Long lanh soi gương. Đấy. Đấy là những cái yếu tố rất là quan trọng cho một chiếc quạt. Kể cả là những cái đinh tán màu đồng này vẫn còn nguyên. Đấy. Là dòng thương hiệu Latina nó vẫn còn được như thế. Dòng này là dòng cánh ốc nhôm, ốc to, và là nó thuộc hệ là cánh sâu rút các bác nhá. Nó giống với lại dòng Balakun. Đấy, nó cũng là cùng một đời, cùng là cái dòng vương miện nhưng nó chỉ khác nhau về hình thức và bố cục của nó thôi, chứ còn chất lượng là nó như nhau, không khác nhau một tí nào. Nhưng mà cái dòng này thì nó lại là siêu về gió, vì là lý do làm sao nó lại gọi là siêu về gió. Dòng La Vân Gỗ mặt lâu này, đây là vân gỗ mặt lâu.
Chiếc này thì nó có 4 chế độ gió, tức là có một chức năng sông sông ngủ. Đây, sông ngủ thì nó là siêu êm nhé. Đấy. Còn tất cả các số thì là tất nhiên nó thay đổi theo ấy. Nhưng mà nói chung chung là những cái dòng mà quạt đẹp, có nghĩa là các bác có thể nhìn thấy từng chi tiết mặt lâu này. Vấn này. Mặt này là nhựa giả da rất là đẹp. Những cái dòng này thì em bán cũng rất là nhiều, mà có cả những chiếc ít tiền, có cả những chiếc nhiều tiền đấy. Thế nên là cứ đẹp cứ mới là lên đường các bạn, mặt không một tì vết luôn. Đây là mặt lâu của nó nhá, à mặt vân gỗ nhá, các bạn nhìn không có một tì vết luôn đấy, sáng bóng luôn, không có một tì vết đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, có gì chưa, đẹp chưa, đẹp như tranh luôn. Đấy, kể cả này cái phần này đấy, các bạn nhìn đây. Rồi thân cột, các bác nhìn thân cột của nó này, đẹp như mơ luôn, không một vết xước. Đấy. Từ chi tiết sau trước cũng vậy nhá. Đấy. Hai nữa là cái phần ốp này vẫn còn như này là quá đỉnh nhá. Sờ tay mát rượi luôn, sờ tay vẫn trơn mướt rồi. Đấy. Sờ tay trơn luôn. Đấy. Sờ đến đâu là có lốt tay vào đấy, tức là nó có độ bóng mà nó vẫn còn nguyên. Và hai nữa đây, các bác nhìn nút nhấn lên xuống này của chiếc này thì nó có một bộ phích cắm rất là đặc biệt. Cái bộ phích cắm này thì đặc trưng lắm, các bác thích phích đẹp này thì để nguyên, còn không thích thì em sẽ thay phích khác. Vì là cái dòng này nó là cái phích này em không biết nó từ Nhật về nó như thế này rồi. Đấy, phích này đẹp lắm, phích của nó còn có cả quay treo này, phích này phích xịn đấy, không biết là có con nào không biết, nhưng mà đúng là phích quá đẳng cấp rồi. Cái này hiếm lắm. Thực ra là em đấu giá về nó có như thế nào thì em cũng báo luôn các bác, để các bác cũng không bỡ ngỡ gì khi các bác nhận hàng nhé. Rất là ok luôn. Và cũng là bao luôn các bác, là bao lành lành lặn không bể vỡ, thì là các bác sẽ yên tâm tuyệt đối khi các bác nhận hàng. Được phép kiểm tra cắm điện thoải mái luôn. Đấy, trước khi nhận hàng thì các bác cứ phải kiểm tra. Đấy, ưu tiên tất cả mọi thứ luôn. Những cái dòng này thì những chiếc đẹp thì vẫn có giá từ 6 triệu đến 9 triệu, nhưng mà nó chung chung gọi là vừa, tức là vừa với độ đẹp thì nó có giá tầm 5 đến 6 triệu. Đấy. Mã số của nó là 84 và có giá là 5 triệu 200 nghìn đồng nhá. Bác nào quan tâm alo cho em. Những dòng quạt đẹp này thì các bác chắc chắn là các bác cũng không bao giờ mơ được cái gió của cái dòng này, vì gió của dòng này nó quá là đỉnh và đẳng cấp cao. Đấy, nó có mấy cái dòng là gió êm cơ. Tiếp theo thì em lại lên tiếp một chiếc quạt na cũng là vân gỗ nữa, nhưng mà dòng này thì nó khác một chút các bác nhá. Cũng là thuộc hệ là dòng tính năng của dòng này thì được rất nhiều bác đang sở hữu nó. Thứ nhất là bầu bầu của cái dòng này nó cũng là đời của La Phương Miện các bác nhá. Nên để nói để các bác hiểu này, nó có lúm đằng sau này, những con có lúm đằng sau mà là rất giống với dòng La Vương Miện đấy, nó là như thế. Hai nữa là con này bầu của nó quá đẹp luôn, đúng không bác? Các bác nhìn đây để các bác biết độ bóng của nó này, bầu đấy đẹp chưa, lồng sau của nó lồng lồng si phải nói là sáng, vẫn còn sáng quắc. Dòng này nó cũng là dòng cánh ốc nhôm ốc to nhá, cánh sâu rút, cánh ốc to luôn, cánh sâu rút. Mà cái dòng này của nó gió thì là cũng là tuyệt vời, tức là nó ngang ngửa, hai cái dòng này là gió ngang ngửa nhau. Và cái đời này thì nó có một ưu điểm là nó không có số ngủ, nhưng mà nó lại có cái chức năng của số ngủ đấy. Nó khác ở chỗ, khác biệt ở chỗ đấy các bạn, nó khác biệt ở chỗ là có thêm cái chức năng của gió ngủ đấy. Logo đẹp, bảng đẹp, sắc nét, các bác nhìn con quạt nhìn rất là yêu luôn với cái hình thức và cái độ đẹp của nó. Chiếc này là nó có cái công tắc tắt bật này các bác nhé, công tắc này là nó sẽ có chức năng, tức là khi các bác bật ở chế độ thì nó sẽ bấm số là hoạt động bình thường đấy, còn khi các bác lại chuyển sang chế độ khác thì các bác sử dụng bằng hẹn giờ này. Hẹn giờ này nó có chức năng là như là số chiến áp luôn các bác nhé.
Các bác lên nhỏ thì gió nó nhỏ, mà lên to thì gió to. Gió to là sẽ cắt cơn, tức là nó sẽ lên đến đỉnh của nó này, nó cắt cơn, nó gọi là gió cơn, tức là nó thêm một chức năng như thế nữa. Riêng cái dòng này thì nó rất là đặc biệt luôn đấy, chứ không phải là nó không phải là một tính năng đâu, mà là dòng này là rất nhiều tính năng. Với hai nữa là cái độ đẹp này, các bác nhìn cái mặt của nó đây thì chắc chắn là cũng không giấu được các bác cái gì cả, mà em quay là nó rất thực tế, nó thực tế đến đến từng mm một nha các bác nhá. Thì các bác nhìn đây là các bác biết rồi, đồng hồ nó thuộc hệ đồng hồ mặt trời, nó là hệ đồng hồ to đoành luôn đấy, rất vip. Mặt vân gỗ cũng không có tì vết gì các bác nhá, mặt vân gỗ đẹp này đây, mặt vân gỗ đẹp. Thân thì dòng này thì là lỗ là đế sắt rồi, còn viền lâu rồi đấy. Sau trước dòng này thì dây dợ thì xịn sò, tem mác thì vẫn còn nguyên đấy. Dòng này thì dây dợ của nó xịn lắm, dây của nó là dây xịn luôn đấy, các bác nhìn ở đây là biết là cái dây xịn này, phích cắm xịn luôn này, đây là dây bóng. Đấy. Dây đẹp, dây đẹp, các bác nhìn nhá. Đấy, con này thì nó gần như hoàn thiện luôn, không có lỗi lầm bất kể một cái gì luôn nhá các bác nhá, nó không có một cái điểm gì là lỗi luôn. Nó hay ở cái chỗ là nó không có một cái điểm lỗi. Đấy, tất cả của nó ok hết, thân thủ đều, không có bẻ vỡ. Kể cả là đây là phần mả chrome, đây là cái phần ốp này là mả chrome các bác nhé. Em đặt máy này các bác có thể nhìn thấy thôi. Và thân cổ cổ cánh lành tít, lồng mạ còn rất là ok, kể cả là viền mạ miếc này còn sáng này, lồng đẹp này. Đấy, logo led căng này, cái logo này cũng rất nhiều người yêu thích vì nó rất là đẹp. Đấy. Hai nữa là một chiếc quạt nó ở cái tầm phân khúc này, cũng như là với cái độ đẹp như thế này thì nó chỉ ở cái tầm phân khúc mà em đã nói là tiền nào thì của đấy thôi, tức là khi mà các bác mua ở cái tầm nào thì là nó là sở hữu ở cái tầm đấy, ưng thì mua, không ưng thì xem. Chứ còn quan điểm là em quay là rất là sắc nét, các bác có thể chụp lại màn hình, có thể kéo zoom xem bình thường nhá, không nói đến bất kể cái gì luôn nhá. Cánh của nó là dòng này là cánh lưỡi dìu, đời này nó là thuộc hệ cánh lưỡi dìu chứ nó không phải là như con này thì không phải là cánh lưỡi dìu, con này mới là cánh lưỡi dìu này các bác nhá, rất gió cực, cắt sâu mà đẩy cực xa luôn. Mã số 81 và có giá 5 triệu đồng, bác nào quan tâm alo cho em nhé. Giá là em bán tại cửa hàng, mà các bác có nhu cầu chuyển điện cộng 100k, chuyển khoản hết là em bao ship, mà các bác cọc là các bác chịu tiền ship. Đấy, em cứ nói rõ như thế để các bác cũng không mất thời gian các bác. Đấy, các bác ưng thì các bác cứ alo cho em, mã số em báo sẵn rồi đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt la xoáy gang sắt. Đấy, đây là một chiếc quạt la xoáy gang sắt nhé, đời này là nó là đời cổ và đời giống với dòng xoáy 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 cánh ba cánh 25, nó y chang đời xoáy cánh 25, tức là cái phân khúc của nó là như thế, nó là xoáy và kéo lên chứ không phải là xoáy mà vặn lên, nó khác nhau một tí, và khóa lên cục là hãm đấy, nó là khác nhau. Xuống cũng vậy, kể cả là cái bản lồng bản lốc này là nó rất là sáng nhá. Các bác chú ý là khi em đã nói là em đã chỉ đến đâu thì các bác có thể để xem được đến đấy, tức là lôm la là cái gì nó còn đẹp và nó đẹp đến đâu, chứ không phải là cứ cái gì cũng là phải đẹp hoàn thiện được. Tất nhiên là hàng đã qua sử dụng thì nó chỉ đẹp đến độ nào thôi các bác nhá. Chọn chiếc ok, dòng này là dòng ốc chí các bác nhá. Đấy, dòng la xoáy ốc chí, gió gió rất thích và êm, mà chạy cả ngày không phải nghĩ đấy, chạy cả ngày cả đêm luôn, các bác có thể để cho chạy cả ngày cả đêm luôn, không phải để quan tâm đến 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 quạt tắt làm gì cả, vì không mất bao điện mà nó lại quá êm luôn, bầu sắt đẹp đẽ luôn các bác nhìn bầu nó đẹp chưa, bầu con này không chê nó điểm gì luôn. Đây, cái bầu của nó vẫn còn sáng quắc. Đấy, còn về phần thân thủ thì em sẽ soi luôn đến các bác. Đây, phần dây dợ là vẫn ok đẹp, nói chung là dây như này là đẹp rồi, đời thì nó cũng tiền nó cũng kêu kêu ở cái tầm trên 6 triệu loanh quanh thôi, thì nó cũng chỉ là đẹp như thế này thôi,
còn đẹp mới cứng thì nó còn lại có giá khoảng trên chục triệu cơ. Thế nên nó cũng khó. Đây, quan trọng nhất là thân thủ này đều này, bầu đẹp này, đấy. Coi là lồng mè là ok này, không có tì vết này, mà sơn này bao zin nguyên bản nhá, đấy, sơn là bao zin nguyên bản. Đấy. Hai nữa là nước sơn như thế này là ok, quá đỉnh luôn, nhá. Nước sơn của nó là vẫn còn mướt đấy, và không gần như không có chảy xước đâu, gần như không có chảy xước đâu, đẹp luôn đấy, các bác nhìn này, em quay lại các bác cũng có thể biết luôn. Đây là phần ốp này, đây là mạ chrome. À, phím cô đơn những con này thì cũng rất là đỉnh, nếu nói để mà gió thì đúng là cũng 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 mà lại gang sắt nữa thì nó là bền vô lối rồi. Riêng cái đời này nói thật thực thực sự các bác là đời con đời cháu mình luôn, vì đã gang sắt thì các bác có đập cũng không hỏng được, vì là nói thật thực sự là lấy búa đập cũng không hỏng được đấy. À, lên nhớ là cái dòng gang sắt là nó như thế, nó đỉnh như thế. Đây, các bác nhìn này, ngang dọc của nó cũng rất là ok luôn nhá. Và nó đẹp như thế nào thì em đã quay chi tiết cho các bác, các bác có thể nhìn thấy. Mà em chỉ nói luôn là không có bẻ vỡ, không có dập lát, và đúng như hình ảnh mà em đang quay các bác nhá. Kể cả cái dàn phím của nó vẫn còn rất là sáng này. Đấy, các bác nhìn nhá, rất là sáng luôn. Còn đẹp đến đâu thì là tiền đến đấy. Các bác ưng thì mua, em sẽ gửi ảnh chi tiết với những cái dòng la xoáy mà ở cái tầm phân khúc này là rất dễ chịu nha các bác nhá. Đấy. Chiếc này nó gọi là la xoáy phím cô đơn, gang sắt toàn bộ là gang sắt. Thế nên là bền vô lối luôn, cánh đẹp, cánh của nó trong vắt. Các bác nhìn thấy cánh của nó, các bác biết là nó trong, cái cánh của nó còn trong như này cơ mà. Đấy. Cánh trong vắt luôn. Chiếc này là mã số của nó là 80 và có giá là 6 triệu 500 nghìn đồng, giá quá hợp lý. Bác nào mà nhanh tay thì là ok, còn bác nào mà chậm tay lại hẹn tiếp các bác ở cái video clip sau. Đấy, mã 80 có giá 6 triệu 500. Để trên clip ngày hôm nay thì em sẽ lên các bác một dòng phẩm, đó là một chiếc Salio vua. Chiếc này thì vẫn còn nguyên thùng xốp này. Đây là vẫn còn nguyên thùng xốp nhé các bác nhé. Đấy. Về hình thức của nó thì cũng còn rất là ok rồi. Chiếc này em đặt xuống để em cho các bác xem đã. Lấy ra nó dễ. Các bác có thể nhìn nhé. Thùng vẫn là đẹp. Đấy, thùng con này thì vẫn còn ok, như thế này là quá đỉnh rồi. Những cái dòng này nó cũng là đều là vật cổ thôi chứ nó không phải là đời mới là biết gì cả, nên là em sẽ bóc ra luôn. Cái trước này dòng cái dòng vẫn còn xốp này thì em bán cũng rất nhiều, nên là chủ yếu là bán cho các bác ở giới chơi quạt chơi. Các bác nhìn đây là san vua này, lồng của nó lồng mạ vẫn còn đẹp lắm, con này lồng mạ vẫn còn rất là ok. Tức là người Nhật người ta cũng có thể là ta sử dụng rồi nhưng mà người ta vẫn giữ được. Tức là lum la là người ta sử dụng quá ít luôn. Quá ít luôn, các bác nhìn cái lồng của nó đẹp như này. Đấy, chưa cần lên đã biết là nó đẹp như này. Chung quy lại nếu nó nói đến xốp thì nó ít nhất nó cũng được khoảng 9 điểm, nó vẫn còn khoảng 9 điểm. Chứ không bao giờ là gọi là lôm nhôm được. Đấy. Các bác nhìn nhá, độ đẹp của nó đây. Đây. Cái dòng là dòng Salio vua có số ngủ luôn, hệ cánh xoắn. Cái đời dòng này nó là cánh xoắn, gió rất thích. Cái này người ta vẫn giữ được thùng xốp này quá giỏi luôn. Cánh xoắn này, đây là nó là cánh xoắn này các bác này. Nó thu hệ cánh xoắn này, các bác nhìn đây đây đây, nó là cánh xoắn này, nói tả để các bác nhìn nó dễ này. Đấy. Đấy, cánh xoắn nó xoắn tít như này, nó gọi là cánh xoắn này. Đấy, ốc nhôm. Đấy. Dòng này cánh này hiếm phết đấy, nếu vỡ thì các bác có mua cũng khối tiền đấy. Không phải là ít đâu. Cũng 1 triệu mấy, gần 2 triệu cái cánh ấy. Thân này gang sắt. Đây các bác nhìn. Thân này là gang sắt này. Gang sắt. Thân cột gang sắt, cổ sắt. Trừ duy nhất là cái bầu. Bầu dòng Salio thì nó vẫn là bầu nhựa các bác nhá, nên là nói
để các bác hiểu là cái dòng Sadio thì bầu nó vẫn là bầu nhựa, chỉ có thân thân dừa này. Đây các bác nhìn đây, Sadio thân dừa, nó là gọi là Sadio vua. Con này là có đèn ngủ này, số ngủ này các bác này, đây là dòng đèn ngủ số ngủ này, có đồng hồ. Còn đây gần như mới đép te này, cái này vẫn còn sáng choang này. Đấy. Con này từ cổ kiếp này các bác nhìn, cổ còn nó còn trắng phau này. Đấy. Chả dùng, nó nghĩa là người ta gần như người ta cũng ít sử dụng thôi, hoặc là bên Nhật người ta vẫn giữ được, người ta cứ để nguyên như thế. Đây các bác nhìn, đây rất đẹp luôn. Đây là chữ này, đây là bầu của nó này, các bác nhìn này, Z motor này. Các bác nhìn đây, đây là những chiếc mà nó vẫn còn nguyên, chưa động hề đến nâu vào bầu, thì là cái tem này nó vẫn còn nguyên này, Z motor mới cứng này. Đây, các bác nhìn chưa, bầu mới này. Đấy, sau trước đẹp, con này dây dợ của nó vẫn xịn luôn đấy. Tất nhiên là cũng có người ta cũng có lốt, cũng có lau tay đâu tiếc rồi. Đấy, phích thì vẫn xịn rồi, không nói làm gì. Thân con này thì mướt mượt, các bác nhìn cái nước sơn của nó đẹp như này, nước sơn con này không có vết xước, gần như không vết xước luôn, tem vẫn nguyên, cổ đẹp cả ngang dọc luôn nhá các bác nhá. Cái nước sơn này nó sáng này, vuốt tay là biết là nước sơn của nó vẫn còn sáng nguyên này, nước sơn này. Đấy, đẹp chưa, cái mặt này cũng đẹp luôn này, cái này cũng đẹp này, các bác nhìn thấy vuốt tay phát là biết này, cổ dây của nó quá đẹp luôn nhé. Con này dây của nó là đúng dây nguyên bản của nó, dây xịn đẹp luôn này. Đấy, cái dây thì nó vẫn là phải là màu xanh 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 ấy, như màu xanh xanh ấy. Màu ghi, nó đúng là nó là màu ghi sáng, dây đẹp, dây vẫn còn chưa động hề màu chuyển màu luôn. Đấy, bầu của nó con này mới cứng, con này bầu biết còn lép căng luôn. Đây là dầu để bao năm rồi vẫn còn được dầu đẹp, nói chung là để em lắp vào luôn các bác nhá. Bóng khứ khứ để em lắp vào luôn. Nói chung là các bác mà sử dụng, mà các bác à, nói thật là nếu nói gì thì nói, các bác mà mua mà những chiếc mà vẫn có xốp, mặc dù nó có thể cao hơn những chiếc không xốp một chút, thế nhưng mà các bác hình dung là chắc chắn là nó vẫn xịn sò hơn. Đấy là cái điều đương nhiên, tức là mình hiểu sâu một chút như thế. Chứ còn à, kể cả những chiếc không tự dưng nó lại rẻ tiền hơn, mà chiếc có xốp lại đắt tiền hơn. Đấy là kể cả là em có đấu giá từ bên Nhật thì những chiếc có xốp kiểu gì nó cũng đắt tiền hơn. Đấy. Muốn được như thế thì các bác có thể là làm quà để mình biếu tặng. Đấy, nó cũng ý nghĩa hơn nhiều. Nó có nghĩa là nó tùy từng cái góc độ chơi, nhưng mà các bác kể là bác chơi mà bác chơi bác mua một con chiếc vẫn còn giữ được xốp thì nó vẫn có ok hơn nhiều. Mình cứ nói nôm na là như thế, chứ không phải là cứ có xốp là nó không ok, có xốp là quá ok luôn. Đấy, đẹp luôn đấy chứ. Đây, các bác nhìn cái logo của nó màu vàng đồng vẫn còn vàng chóe chẹt này. Các bác nhìn nhá. Thì còn tất cả thì tất nhiên nó có những chiếc quạt mà nó qua thời gian, nó qua nhiều năm thì nó chắc chắn nó cũng xuống một tí đi, chứ không thể còn nguyên vẹn được như thế được. Không dùng cũng hỏng thôi mà các bác ạ. Không dùng cũng hỏng, chứ đừng nói là để mà nó không hỏng. Cái gì cũng thế thôi, nó cũng đều có thể xuống màu hoặc là xuống theo thời gian một chút xíu, nhưng mà như thế là quá là đỉnh rồi, quá là đỉnh rồi. Như chiếc này đấy, có cả góc chỉnh 45, 65, 100 độ nhé các bác nhá. Đấy, kể cả cổ kia là trắng muốt muột này, các bác nhìn này. Đấy, đẹp chưa. Chiếc này thì không phải bàn, tức là gần như là cái độ đẹp của nó thì không phải bàn luôn. Các bác có thể dùng đến đời con đời cháu mình luôn nhá. Các bác có thể dùng đến đời con đời cháu mình luôn với những cái dòng sản phẩm như này.
giữ được như thế này là cả một vấn đề, nhưng mà tự dưng người ta lại giữ được như thế. Đấy. Đây, để em cho các bác xem. Trước này thì em cũng cho cái mã số và báo giá luôn nhé, để cho các bác cũng đỡ phải phải hỏi, mà cũng là ưng thì mua, không ưng thì xem thôi. Mã số của nó là 79 và có giá là 7 triệu đồng. Đây, 7 triệu đồng giá em bán tại cửa hàng. Bác có nhu cầu thì alo cho em. Đấy là những chiếc Salier vua thân dừa, số ngủ đen ngủ rất là đẹp. Đấy. Một lần nữa thì các bác nào mà quan tâm đến bất cứ một dòng phẩm nào trên cửa hàng em thì cứ chủ động nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975 0678 46 nhé. Zalo cũng là số điện thoại của em luôn. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.